Cửa hàng kasa.com chào đón mùa hè với siêu nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Nạp thẻ từ 20k nhận lên đến 999 con uy. Danh mục vòng quay, trò chơi hấp dẫn, nhận nhiều quà khủng cùng các phần thưởng vô cùng giá trị. Nick ở đây thì vô vàn, vừa rẻ lại còn vừa xịn. Thứ nào chịu nổi đây? Truy cập ngay vào cửa hàng kasa.com để mua ngồi mình nhá. Bạn muốn leo danh siêu tốc, bạn muốn đẹp trai xinh gái nhất Liên Quân thì hãy truy cập ngay vào kênh thầy Liên Quân.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và giá siêu rẻ. Jumbomo.com, bếp chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay Jumbomo.com để kiếm tiền nhé. Bà con cô bác nào có video nào hay muốn được lên clip thì ném xuống link dưới mô tả cho mình. 720p1080p mình cảm ơn. Anh em chúng ta vào chu. Từ thôi. Bố em ơi. Em lần này đi thua vứt luôn, thua nghỉ luôn. Thua nghỉ luôn này. Thua đi nghỉ luôn chứ. Còn đi về nữa. Lần này nhà nào đẹp cho nổi. Hay ơi, bi đẹp. Không đẹp ơi. Chàng anh Dung, gác cổng 100 sao. Ô là kèo. Ai. Lẹ em ơi, nó bánh đô,
Chơi game cũng phải năn nỉ đồng đội từ từ win. Kèo này dễ quá nên mình xin làm nhẹ 10 xác. Nếu thấy nó núp bụi chờ farm thì mình nên đánh thường một phát cho lính mình chết trước. Nó mà không lùi sâu ở lại tham con lính thứ hai thì lụm tiền. Đem bộc phá thì lấy đách gì chạy. Bắt te đi rừng thì ngang kèo chứ đi top không có cửa. Lên 4 rồi thì mình dùng ulti để né đam ulti butter. Ngưng ra chút đợi nó hết miễn thương. Gặp nó thì đánh phải bình tĩnh đừng sót đam lúc nó miễn thương là lụm kèo. Đợi hồi chiêu rồi đu vào, nó vẫn còn bộc phá nên phải cẩn thận. Mồi ngon thì phải rủ anh em ăn cùng. Ngựa đâu lụm nó, giờ thì đúng kiểu trêu đùa. Mình xin lỗi đã làm anh em thất vọng vì hứa kèo booster 10 xác vì lỡ tay 13 xác luôn rồi. Em đã xa anh vào trong một chiều mưa bay. Mang những ông yêu thương mà dù câu ca với các bạn đã xem video. Để xem thêm video xin vui lòng bấm vào video đang hiện ở trên màn hình.